Katana xin chào tất cả các bác. Hôm nay uh, Katana sẽ giới thiệu các bác một cái dòng dao cũng rất xịn sò và cao cấp của hãng Tojiro đó là dòng Tojiro DP 37 lớp Damascus và chiếc này có khác uh, chiếc lần trước uh, mình có giới thiệu với các bạn đấy là nó sẽ có cái khâu dao bằng uh, thép không dỉ rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các cả bộ, cả bộ ba chiếc này nhé. Thực ra nó là cả bộ nhưng mà thường là bên Nhật họ uh, luôn phân ra là mình cần dao gì thì mình dùng dao đấy chứ không nhất thiết phải mua cả bộ đúng không? Thế cho nên mình giới thiệu với các bạn gọi là từng chiếc một. Ở đây là có ba dòng này, Santoku này, Nakiri này và Petty Knife này. Đó, DP Damascus. Ok, đầu tiên là dòng Santoku nhá. Chiếc Santoku này dài 170 mm. 170 mm này là tính chiều dài của lưỡi dao các bác nhá. Lưỡi dao là 170 và cán dao thường dài được khoảng tầm 13 đến 14 cm nữa thì cả chiếc này nó rơi vào là tầm 31 đến 32 cm. Cụ thể thì mình cũng chưa chưa đo thử nhưng mà nó rơi thường là nó sẽ khoảng tầm 31 đến 32 cm. Đó. Ok. Và đây là dòng đây, đây ghi là material này. 37 lớp thép đây nhá. Blade này, 37 lớp DP Damascus này. Phần lõi thì được làm từ thép coban alloy steel VG10 và phần hai bên này outside này multi layer Damascus steel steel này đó tức là thép không dỉ Damascus uh, nhiều lớp uh, phần tang dao thì được làm từ 18 thép không dỉ 188 và cán dao được làm từ special laminate material tức là uh, dòng uh, gỗ cường hóa đặc biệt Đấy, đây là giới thiệu dao cộng thêm với cả phần uh, bảo hành nhé phiếu bảo hành luôn đó cái phiếu bảo hành này có có hiệu uh, hiệu lực ở bên Nhật. Tuy nhiên, đối với uh, các bác mua dao của Katana nhá, luôn luôn phiếu bảo hành này có hiệu lực luôn nhá. Ok, và đây là chiếc dao Damascus 37 lớp thép dòng Tojiro made in Japan. Các bạn thấy không ạ? Dòng uh, Tojiro. Tojiro thì là hãng dao được thành lập từ năm 1953 và đến nay đã được 70 năm và họ chỉ làm dao thôi các bác nhá rất xịn sò rất đẹp luôn và dòng dao Tojiro thì được các đầu bếp mà không chỉ ở nhật bản mà đầu bếp của châu âu và đầu bếp mỹ rất ưa chuộng cán dao thì được làm từ thép à, sợi đây các bác được làm từ gỗ cường hóa đây và tang dao đây con dao này là làm dao full tang nhá đây là khâu dao đây là khâu dao đây là thép full tang nhá đó độ cứng của dòng thép này thì nó lên tới 61 hrc rất đẹp Đúng không ạ? Đây và chiếc dao, các bạn có thể nhìn thấy, các bác có thể nhìn thấy. Rất là vừa tay, rất là xịn sò luôn. Đó, và mình xin giải thích lại, đây là cái đây nhá, đây là cái phần lưỡi dao, lưỡi dao thì là lõi thép thì được làm từ thép VG10 và phần hai bên đây, hai bên của nó là thép gấp 37 lớp thép. Đó, thép gấp 37 lớp thép. Ngoài ra cái phần uh, uh, cán dao này, cán dao thì được làm từ loại gỗ cường hóa. Gỗ cường hóa là gì? Gỗ cường hóa là loại gỗ tự nhiên đã được xử lý uh, chống mối mọt, chống cong vênh, chống ẩm mốc bằng cách là họ uh, dùng keo và ngâm ngâm gỗ vào keo ở nhiệt độ áp suất cao sẽ giúp cho cái phần keo đấy nó thẩm thấu vào các thớ gỗ này, giúp cho cái phần tuy là gỗ, cái phần uh, chuôi dao này tuy là gỗ nhưng nó có tính chất như nhựa cứng luôn. Và nó tuyệt đối chống được mối mọt chống được cong vênh, chống được nứt nẻ khi sử dụng trong môi trường bếp. Chính vì cái tính chất như vậy cho nên là nó rất an toàn vệ sinh thực phẩm nhé. Nhiều uh, rất nhiều các đầu bếp, uh, tức là quy định của các bếp ở các nhà hàng khách sạn năm sao, cao cấp ở bên châu Âu là họ bắt buộc các đầu bếp phải sử dụng hoặc dao cán nhựa hoặc dao cán inox chứ không được sử dụng cán gỗ bởi vì tính chất là rất họ rất sợ là mối mọt. Uh, nó phát triển ở trong cái những cái chuôi gỗ này như thế này. Thế chính vì vậy cho nên là ở bên uh, Nhật cũng như là một số dòng của Đức chẳng hạn thì là người ta cũng uh, tôn trọng cái việc là sử dụng cán gỗ rất là thích. Cho nên là họ xử lý cái gỗ tránh cái việc ẩm mốc tối đa của gỗ bằng cách là họ uh, bơm cái keo vào cái này và làm thành gỗ cường hóa và nó có tính chất như nhựa cứng luôn. Đấy là lý do tại sao người ta lại dùng cái um, cái 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 chuôi gỗ và làm gọi là gỗ cường hóa nhé chứ không phải là gỗ tự nhiên đấy, là mình lấy mình giải thích mình giải thích lý do các bác đây 170 mm rất vừa tay rất đầm tay ok tiếp theo là chiếc nakiri chiếc nakiri này thì cũng tương tự như vậy chiếc nakiri này là chiều dài của lưỡi là bao nhiêu đấy ạ 165 mm đó 165 mm sự luôn những con dao nói là đỉnh cao của hãng Tojiro. Khi mà mình nhập những dòng dao này về phải nói là mình rất là tự tin mà giới thiệu với các bác luôn. Nó quá đẹp, nó quá xuất sắc và đến thời điểm này mình chưa thấy một ai, chưa thấy một ai luôn khách hàng của Katana phàn nàn về chất lượng của Tojiro cả, thật sự luôn. Quan trọng là mọi người có thấy giá thành nó có hợp lý với cái nhu cầu mình sử dụng hay không thôi. Chứ còn một khi mà đã trên tay con những chiếc dao như thế này thì chưa thấy một ai phàn nàn cả. Chiều dài của lưỡi dao là 165mm, chiều dài của cái cán dao này là 14cm. Tổng chiều dài của cái lưỡi dao này rơi vào tầm 30cm các bác nhé. Chiều dài của cả con dao 30cm. Cực kỳ xịn sò luôn. Các bác thấy đẹp không ạ? Rất đẹp. Rất phê. Đó. Quá xuất sắc luôn. Ok tiếp theo là chiếc cuối cùng trong bộ 3. Thực ra nói là bộ 3 nhưng mình mình nhắc lại nhá, mình nhắc lại nhá, các bạn có thể hoàn toàn mua những uh, mua lẻ bởi vì là tùy theo mục đích sử dụng của chúng ta thì chúng ta nên mua lẻ. Chứ còn cũng không nhất thiết là chúng ta phải mua cả bộ làm gì cho nó nếu mà chúng ta mua là có điều kiện thì không sao nhưng không có điều kiện thì chúng ta mua từng chiếc một thì đấy nó nó sẽ rất là tiết kiệm. Đó, tiết kiệm và đúng mục đích sử dụng của mình. Đây là chiếc utility nhá, hoặc là mình có thể gọi là chiếc petty knife lưỡi dao dài bao nhiêu ạ? 150 mm 150 mm 15 cm. Cán dao dài 12 cm nữa thì tổng chiều dài của chiếc dao này nó rơi vào là 27 cm nhá. 27 cm. Và chiếc này thì người ta hay gọi là petty knife, có nghĩa là có thể sử dụng được rất là nhiều những cái mục đích khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là gọt hoa quả. Ở Việt Nam các bác nhà mình hay gọi chiếc này là chiếc ạ gọt hoa quả đúng không ạ? Thế nhưng thực tế có thể sử dụng được rất nhiều các mục đích khác nhau. Đó những chiếc như thế này thì phải nói là mua một lần là dùng cả đời luôn Rất khó để học Rất khó để học Và đặc biệt là nếu mà đối với những bác mà Giữ gìn dao, dùng dao đúng mục đích này Dùng xong là chúng ta rửa sạch Bảo quản nơi khô giáo Cộng thêm với cả chúng ta bảo dưỡng thường xuyên Ví dụ như cùn là chúng ta mài Và mà các bạn nhớ nhá, mài là không phải chúng ta mài cái lưỡi đâu Mà chúng ta mài đúng cái phần lưỡi cắt này thôi này chỉ đúng cái phần lưỡi cắt thôi thì là nó là, là 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 cái phần mà 1 mm ở đầu này nhá chúng ta chỉ mài phần đó phần đấy thôi chứ không phải là mài phần này nếu chúng ta mài phần này thì là nó sẽ bị làm sao ạ xước toàn bộ lưỡi dao trông con dao nó rất là mất giá trị cho nên các bạn nhớ nhé khi mà mài chúng ta chỉ mài ở phần lưỡi cắt thôi đúng 1 mm ở phần đầu này thôi này đó thép ghép 37 lớp quá tuyệt vời luôn Ok tất cả các thông tin của con dao này mình sẽ để ở phần dưới link mô tả của cái video này nhé Và các bạn nào mà muốn đặt hàng thì một là liên hệ với số hotline của Katana là 083 777 8386, hai nữa là các bạn có thể comment ở dưới và ba nữa là các bác có thể nghiên cứu uh, sản phẩm ở dưới link mình uh, có đính kèm trong phần mô tả. Chi tiết. Uh, cảm ơn các bác đã luôn luôn ủng hộ Katana trong thời gian uh, vừa qua và rất là mong trong thời gian tới các bác tiếp tục uh, góp ý để bên uh, Katana ngày càng phát triển thêm các dòng sản phẩm mới cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau